Salon Media xin chào các bạn. Trong video lần này mình sẽ dẫn mọi người cách sử dụng và reset đôi tai nghe KZSK10. Sản phẩm này được trang bị công nghệ Bluetooth 5.0, thiết kế trong suốt bóng bẩy. Mỗi bên tai được trang bị hai driver, một cái là Dynamic, một cái là Balanced. Có chế độ chơi game độ chạy thấp chỉ 40 mili giây, thời lượng pin lên đến 6,5 tiếng. Hộp sạc đem lại 4 lần sạc nữa, nâng tổng thời gian sử dụng lên 26 tiếng. Được sạc cổng Type-C, hai bên tai được kết nối độc lập, không phân biệt tai chính tai phụ. Đầu tiên, để kết nối với điện thoại, bật nhấc hai tai nghe ra khỏi dock, rồi vào phần cài đặt Bluetooth trên điện thoại và chọn tên SK10. Vậy là bạn đã kết nối thành công với điện thoại. Trong lúc nghe nhạc, ấn hai lần vào tai bên phải để chuyển bài, ấn hai lần vào tai bên trái để lùi bài, ấn bất kỳ vào bên nào một lần để dừng nhạc, và ấn tiếp lần nữa để chơi nhạc. Khi có cuộc gọi đến, ấn một lần bất kỳ bên tai nào để nhận cuộc gọi, và ấn lần tiếp theo để kết thúc cuộc gọi. Ấn giữ bất kỳ bên tai nào để từ chối cuộc gọi. Để gọi trợ lý ảo, ấn giữ 2 giây vào bất kỳ bên tai nào, ấn tiếp 2 giây để tắt trợ lý ảo. Để reset tai nghe, đầu tiên bạn hãy xóa hoặc quên thiết bị cũ trên điện thoại. Sau đó bạn đặt hai tai nghe vào trong dock. Và ấn giữ nút trên dock trong khoảng 10 giây. Vậy là bạn đã reset tai nghe thành công. Để kích hoạt chế độ độ trễ thấp chơi game, bạn ấn 3 lần vào bất kỳ bên tai nào. Bật chế độ độ trễ thấp. 1, 2, 3, tắt chế độ độ trễ thấp. Hẹn gặp lại các bạn trong những video hướng dẫn lần sau.